Chào các bạn nha, chào lại các bạn yêu tử vi. Cái nhạc như vậy nó cho chúng ta cái cảm giác giống như là mình đang ở trong cái mùa lễ Giáng sinh sắp tới rồi. Thật ra thì cũng còn khoảng 2 tuần rưỡi hay là gần 3 tuần gì nữa là chúng ta bắt đầu vào Noel. Sau Noel là chúng ta đến New Year, rồi sau New Year là chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho Tết của Việt Nam mình. Nhanh quá ha các bạn, là bắt đầu lại hết một năm qua một cái năm mới. Phải nói là cái năm nay cái không khí nó không có nhộn nhịp giống như là những cái năm trước. Năm trước ở cái mùa này là mình thấy nhộn nhịp lắm. Nào là rủ nhau đi mua sắm, chuẩn bị mua quà Noel cho ai, rồi gửi tặng gia đình, viết thiệp, rồi những cái nơi ví dụ như là bưu điện hay là những cái nơi mà họ hành chánh mà gửi quà đông lắm các bạn. Chợ búa nó rất là, nó trưng bày nhiều thứ. Nhưng mà năm nay thì mình thấy nó có cái phần nó ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà ban đêm á, mà lái xe thì chúng ta sẽ thấy nhà họ vẫn trưng đèn, trưng cây Noel, họ làm cây thông, đèn nó vẫn chớp chớp, và trong radio họ vẫn để những cái bản nhạc giống như vậy á, thì có cảm giác Noel nó vẫn tới, mùa lễ nó vẫn tới, vẫn cho chúng ta cái không khí nhộn nhịp của cái mùa lễ. Rồi, hôm nay chúng ta đổi đề tài một chút xíu đi, nói một chút xíu nó hơi khác một chút, là nói về cung tài. Thì thật ra cái cung tài nó có rất là nhiều cái điểm để nói rất là hay. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tóm gọn ở 5 cái điểm lưu ý. Cái điểm đầu tiên là những người mà cung tài vô chính diệu. Khi mà nghe cái cung nào vô chính diệu là chúng ta ngầm hiểu cái cung đó nó không có sao chính tinh. Thì cung tài vô chính diệu có nghĩa là cung tài của mình nó không có sao chính tinh. Mình có nghe một số bạn hay nói là cung tài mà vô chính diệu thì cái người này tiền bạc nó không có được cố định. Tiền bạc hay có cái kiểu mà vào tay trái rồi lại ra tay phải, không có giữ được tiền. Hiểu như vậy thì cũng đúng, chứ không phải là sai. Lưu ý là khi cung tài vô chính diệu thì cái người này họ có cái tính ma thuật. Cung tài nó tam hợp với cái cung mệnh của mình. Thì đầu tiên họ là những người khó tìm ra cái đường lối kiếm tiền. Nhưng mà cái tính thích ứng với hoàn cảnh của họ thì lại rất là cao. Hôm nay có 10 đồng thì sống theo kiểu 10 đồng. Ngày mai hết tiền còn 1 đồng thôi thì họ lại thu vén theo cái kiểu 1 đồng. Họ là những cái người mà đi đâu, ở nơi nào cũng dễ hòa để sống theo. Đến một cái vùng đất mới, ngôn ngữ không biết, phong tục tập quán chưa có rành thì họ vẫn có thể hòa nhập rất là hay. Họ nhìn một cái họ biết ngay, ở nơi này là phải làm cái này nè, ở nơi này phải sống theo kiểu này. Thì cái người mà cung tài vô chính diệu họ có những cái ma thuật đó. Cái kế nữa là người cung tài vô chính diệu họ tính toán kỹ lưỡng trước khi họ ra quyết định. Mà khổ nỗi là nhiều khi họ tính kỹ quá, cuối cùng họ lại không dám làm cái nào hết, lại không dám hành động. Cho nên cái người mà cung tài vô chính diệu thì thường sẽ có hai nhóm. Một là một cao thủ trong trận chiến giành tiền. Tại vì cung tài họ vô chính diệu mà cung phúc họ đẹp, cung mệnh họ vững á, thì cái người này họ đủ chiêu trò, họ nhìn đâu cũng biết cách sống, ở đâu cũng biết kinh tế, làm ăn kinh doanh nó như thế nào. Hai là một cái người ở cái thế yếu, có nghĩa là hiểu hết đó, biết hết đó, nhưng mà tính kỹ quá cuối cùng lại không dám hành động đó. Thì chỉ có hai nhóm thôi, chứ thường là không có cái nhóm ở giữa, là không có đứng chân giữa, chân trong chân ngoài là không có. Thì lưu ý cái điểm đó. Một cái nó cũng rất là hay ở cái thời đại bây giờ các bạn. Cái người mà cung tài vô chính diệu họ lại làm được những cái mảng, ví dụ như là lên trên mạng, họ bán hàng online, họ chuyển ngân, họ trả tiền như vậy. Có ví dụ như bây giờ các bạn mở một cái tiệm đúng không? Các bạn bán cái xe hay là cái ly, cái tách ví dụ như vậy, thì người kia đến họ đưa tiền mặt cho mình. Nhưng mà cái cung tài mà vô chính diệu thì họ lại bán trên online, có nghĩa là bán hàng, gửi hàng đến nhà người ta, hoặc là mua một thứ gì đó để trao đổi, nhưng mà cái người bên kia sẽ chuyển ngân cho mình, dùng thẻ tín dụng hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Thì cái kiểu như vậy thì cái người mà cung tài vô chính diệu lại rất là có duyên. Có thể là hơi miên man một chút, qua cái cung đề một chút, thì cái người mà cung tài vô chính diệu thì nhiều khi họ lại rất giàu ở cái vấn đề bất động sản, có nghĩa là họ có tiền, họ lại không giữ tiền mặt mà lại chuyển sang mua đất, mua nhà. Đó, thì chúng ta lưu ý là nhìn cung tài là chưa nói hết lên cái tính chất giàu có của người đó đâu nha. Nó chỉ nói một phần nào thôi, nhưng mà ở đây mình chỉ nhắc là cung tài vô chính diệu nó có nhiều cái điểm rất là thú vị như vậy. Rồi, bây giờ cái điểm thứ hai là cung tài mà có sao hóa kỵ. Khi mà cung tài mà có hóa kỵ á, thì đầu tiên phải nói là cái người này tiền hoặc là tài chánh là cái nỗi lo hàng đầu của họ. Cái con sao hóa kỵ nó có cái tính thu vào, cho nên khi nó nằm ở cung tài nó làm cho cái người này có cái tính nó hơi hạ tiện chút, tiền vào rồi là cái tiền rất là khó ra, lúc nào cũng cảm giác là túng thiếu, lúc nào cũng cảm giác như là không đủ tiền, sợ hết tiền. Cho nên khi các bạn có những cái người bạn mà cung tài, có hóa kỵ thì thường hay nghe họ than là vấn đề là không biết bây giờ làm sao, tiền không có đủ sống, cái kiểu như vậy đó, là hay than túng thiếu. Nhưng mà được một cái hay á, là khi mình thương tiền thì tiền nó cũng thương mình. Cho nên những cái người này họ lại rất có nhiều cái cơ hội tiếp xúc với những cái người giàu có, hoặc là ở gần những cái người có tiền. Cái cách đặc biệt của những cái người mà cung tài có hóa kỵ thì đây là những cái người họ có bản lãnh kiếm tiền trong loạn lạc, tức là họ thu lợi được ở những cái nơi đầy thị phi mà còn có thể rút lui một cách an toàn. Ở đây mình không có nói là họ kiếm tiền một cách bất nghĩa nha. Loạn lạc và thị phi nói một cách khó nghe là ở một cái môi trường tranh tối tranh sáng, thì cái người mà cung tài có hóa kỵ họ có thể thừa nước đục thả câu, họ kiếm lợi trong cái thời buổi như vậy. Hiểu theo một cái cách tích cực á, thì cái người này họ nhảy vào một cái cục diện đời những cái rắc rối, nhiều cái phiền phức, nhưng mà người này họ vẫn giải quyết được cái vấn đề. Rồi khi họ rút lui á, họ lại thu được cái lợi ích cho họ, chứ không phải là tiền bất nghĩa. Cái người mà cung tài có hóa kỵ họ còn có bản lãnh lách được pháp luật để kiếm tiền. Tại vì mình có cái khiếu, có cái duyên được kiếm tiền trong thời thế loạn lạc mà. Đó, đây là những cái điểm rất là hay của những người cung tài có hóa kỵ. Một cái nữa lúc mình nhắc từ lúc đầu là cái con sao hóa kỵ nó có cái tính thu vào, nó có cái tính hay lo, có cái tính bất an, cho nên mình hay có cái tính cảnh giác cao. Dĩ nhiên khi mà cung tài có hóa kỵ mà các bạn làm những cái việc mà không có đường chính á, thì có bị bại lộ hay không, có bị phát hiện hay không, có bị dính dáng đến pháp luật hay không, thì lúc này chúng ta phải xem cái yếu tố ở cung mệnh và cung quan nó như thế nào. Một cái điểm thú vị nữa của những cái người mà cung tài có sao hóa kỵ á, thì những người này về vấn đề nghề nghiệp nha, họ lại rất là có duyên kinh doanh những cái mảng ví dụ như là vật phẩm phong thủy, có nghĩa là bán hàng mà bán đồ phong thủy, bán đồ thờ cúng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo những cái loại sản phẩm như là thiết bị y tế nè, dược phẩm, bây giờ họ gọi là cái thực phẩm chức năng đó. Thì những cái mặt hàng đó cái người hóa kỵ đóng cung tài quảng bá mở rộng thị trường rất là hay. Họ có thể làm cho những cái người mà đang trong cái hoàn cảnh khó khăn, đang lo lắng không biết cuộc đời mình sống ra làm sao, sao mình thấy xui quá, hoặc là cái sức khỏe mình không có tốt á, thì những cái người mà cung tài có hóa kỵ đến bán hàng cho những người đó, thì những người đó họ tự nhiên họ tin nha, họ tự tin lên, họ chi tiền, họ mua bình an, họ mua sức khỏe. Vì những người cung tài có hóa kỵ họ dễ tạo được cho người ta cái sự tin phục ở những cái mảng này. Ở đây cũng có hiểu là lấy độc trị độc, cái người cung tài có hóa kỵ là người lo, người tính xa, người hay cảm giác bất an, cho nên mình lấy cái bất an đó, mình lấy cái lo đó, mình kiếm những cái nhóm người mà có cảm giác như vậy, mình bán hàng cho họ thì mình lại có duyên đó. Thì đây là cái cách gọi là lấy độc trị độc. Rồi bây giờ mình qua cái kế tiếp là mình nói đến cung tài mà có không kiếp, có nghĩa là có địa không và địa kiếp. Nhưng mình nhắc trước nha, cái cung này nó phải có 9 tinh, nghĩa là cung tài phải có 9 tinh và kèm với không kiếp. Thì những người này họ làm những cái chuyện không tưởng, không kiếp nó cho mình những cái suy nghĩ nó vượt xa lắm, là những người họ có cái sức tưởng tượng vô hạn. Cho nên là khi mình thấy những cái người mà cung mệnh tài quan á, mà có không kiếp, thường nếu mà họ làm về vấn đề nghiên cứu thì họ cũng rất là tốt, họ đào sâu, họ đi xa được. Còn cung tài mà có không kiếp á, thì họ phát huy ở những cái lúc mà cùng đường, có nghĩa là lâm trận rồi, hết cách chu cứu rồi, thì tự nhiên lúc này không kiếp nó phát huy một cách tưởng tượng, một cách vô hạn. Có nghĩa là phải đụng chuyện thì mới biết đó. Cái người mà cung tài có không kiếp thì cái phương cách biểu đạt của cái người này nó hơi khoa trương một chút, nó phóng đại những cái chuyện mà mình khó kiểm chứng được. Nhưng mà cái hay ở cái chỗ là cái người nghe, cái anh chàng mà có không kiếp tại cung tài á, thì cái người nghe họ lại tin nha. Họ cảm thấy cái người này không có phóng đại, không có khoa trương gì hết á. Thấy thằng này hay, thằng này nói chuyện có lý. Thì cái người mà không kiếp đứng tại cung tài họ dẫn dụ cái người nghe đi theo cái lối mòn của họ. Cho nên đây là những cái người có mánh khóe. Cho nên các thầy tử vi thường hay nói là cái cung tài mà có không kiếp mà làm được mảng đen, mảng tối xã hội là như vậy đấy. Vì nó là không kiếp thì cho dù đắc hay là hãm nó cũng có những cái tính bất thường của nó, đâm ra nó không có bền là như vậy. Những cái người mà cung tài có không kiếp thì mình khuyên cái đầu tiên là mình học cái tính cầu thị, phải thật sự cầu thị, biết nghe lời khuyên, biết lắng nghe người khác. Cái thứ hai là tập cho mình có cái tính tâm bình, khí tịnh. Tại vì không kiếp nó có cái tính nóng giận bất thường lắm. Thì lúc này mình nhìn cái sự việc nó không có thiên kiến. Nếu không á, thì cái tòa lâu đài của mình phút chốc nó chỉ thành không khí thôi. Nó chỉ là hư ảo thôi. Và cuối nữa là những người mà cung tài có không kiếp á, thì cái cách chi tiêu của họ cũng rất là xa xỉ. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta lưu ý khi luận giải cung tài có không kiếp. Cái cách kế tiếp cũng là một cái cách rất là đặc biệt. Có nghĩa là cái cung tài của mình mà có con sao thiên khốc, thì khi thiên khốc đứng tại cung tài thì cái người này mình là cái người có bất động sản mà ít người biết. Cách này hay lắm. Cách này nó cũng ứng với cái cách gọi là cung điền mà có con sao thiên khốc. Thì khi cung điền, các bạn xem coi cái người này có phải đứng ở hai cái cung mão dậu hay không. Thì mão dậu thiên khốc nó đồng cung với thái tuế, tại vì nó đắc địa mà. Thì lúc này cái bộ chính tinh của nó là cái bộ mạnh á, thì cái người này nhìn bề ngoài thì xòe xòa vậy thôi, nhưng mà khi nói đến bất động sản thì họ rất là nhiều, rất là khá. Khi con sao thiên khốc đứng tại cung đền mà lại có thiên quan, thiên phúc, thì người này chủ là cho mướn nhà hoặc là cho thuê. Nhưng mà cái mướn của họ nó hơi khác một chút xíu, là thay vì họ cho tư nhân mướn thì họ lại cho chính phủ mướn, thì họ lại có nhiều cái duyên hơn, họ lại thuận lợi hơn. Các bạn để ý cái đó, có nghĩa là cung đền có thiên khốc mà cái bộ chính tinh mạnh mà lại đồng cung với một số những bộ sao thiên quan, thiên phúc mà có thái tuế đó, thì người này nên thuê mướn, cho chính phủ mướn, là có cái tính chất từ thiện ở trong đó, nhưng mà mình vẫn có cái lộc ở đó. Còn cái cung tài mà có thiên khốc thì mình là cái người kiểu gì cũng sẽ có bất động sản nhưng mà ngầm, ít người biết đến. Thì đây là cách rất là hay. Rồi tiếp đến thì chúng ta nói về cái cung tài của mình mà có Đà La hay là Kình Dương. Đà La hay là Kình Dương nó khác nhau xa lắm nha các bạn nha. Ok, thì cái việc đầu tiên là các bạn phải xem lại coi cái cách an cái con sao Kình Dương hay là Đà La trong cái lá số của mình nó đúng chưa. Nhất là những cái bạn mà âm nam với dương nữ đó, thì gần đây mình thấy có nhiều bạn gửi lá số về. Trong cái website mà các bạn in ra đó thì nó an cái con sao Đà với Kình nó khác nhau, nó không có đúng. Cho nên là trước khi mà chúng ta luận giải một cái việc gì, chúng ta phải coi lại những cái bộ sao họ an đúng cái thế của nó chưa, rồi sau đó chúng ta mới áp dụng, chúng ta mới thấy đúng được. Còn không, ví dụ như các bạn nghe cái bài này nhưng mà cái bộ Kình Đà của các bạn đã an sai, thì làm sao các bạn thấy nó chuẩn được đó. Cho nên là chú ý là phải xem lại coi Kình Đà nó đúng chưa đã. Rồi bây giờ mình vào cái đầu tiên là con sao Đà La đóng tại cung tài. Thì cái này hay lắm. Thật ra khi mà nghe Đà La thì ai cũng nghĩ chắc là nó xấu, tại vì Đà La nó chủ về thương tật, ám tật. Nó là một cái gì đó có tính chất nó không có được tốt, thì làm sao nó tốt ở cung tài được. Nhưng mà cái này mình không có bàn ở đây nha, mình chỉ bàn cái tính chất tài phú của nó thôi. Thì Đà La bây giờ nó giống như một cái công cụ kiếm tiền. Một cái công cụ kiếm tiền là tại vì nó giáp với con sao Lộc Tồn. Nhưng mà nhớ là cái công cụ này nó không có được sắc bén cho lắm đâu. Cho nên cái người mà có con sao Đà La đóng cung tài, họ có cách kiếm tiền đi cái kiểu đường vòng. Đi đường vòng nghĩa là làm sao? Giờ mình lấy một cái ví dụ. Các bạn có bao giờ quan sát người ta đào đất không? Người ta đào đất để người ta cắm cột xuống, người ta làm hàng rào đó, ví dụ như vậy. Đào đất để cắm cột á, thì trên mặt đất thì nó mềm, dễ đào lắm, lấy cuốc lấy xẻng là nó lên thôi. Nhưng mà khi đào sâu xuống một chút á, thì dễ gặp những cái cục đá. Thì khi mà xẻng cuốc mà gặp đá thì làm sao mà đào lên được. Đào xuống là gãy cuốc, gãy tay ngay. Thì lúc này cái cách đào của họ làm sao? Họ sẽ đào vòng tròn, đào xung quanh cái cục đá đó, để rồi lấy đồ họ nhích nó lên, hoặc là lấy đồ họ gấp cái cục đá đó lên. Sau đó họ mới đóng cột, họ đổ xi măng, đợi nó khô bắt đầu họ mới đóng cột, họ mới làm hàng rào, ví dụ như vậy. Thì cái cách mà cái người mà Đà La đóng cung tài họ cũng có cách như vậy. Có nghĩa là khi mà đi tới với tiền bạc, họ tiến tới theo cái đường vòng. Ưu điểm của họ là sao? Họ rất là kiên trì, họ rất là bền bỉ, họ âm ỉ, họ kiếm cách để họ làm ra tiền. Đó là cái cách mà con Đà La đứng tại cung tài. Nhưng mà khuyết điểm của họ là họ hơi thiếu quyết đoán một chút. Cho nên là con Đà nó cũng có cái tính tài phú của nó riêng, cũng rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta nói đến con sao Kình. Kình Dương mà đóng cung tài thì nó lại khác xa cái con sao Đà La lắm. Kình Dương mà đóng tại cung tài thì đầu tiên phải nói là cái tính của cái người này họ hơi cố chấp một chút. Họ là những người có cái năng lực khai phá những cái lĩnh vực mới. Họ là chuyên gia trong những cái trận chiến tài chánh. Cái hành vi tạo tác của họ là nó ra ánh sáng luôn, nó đường chính luôn. Họ không có những cái âm mưu, những cái thủ đoạn để chiến thắng đâu. Cái người Kình Dương mà đóng Cung Tài thì cái tác phong quả quyết kiếm tiền của họ nó rõ ràng lắm, nhìn thấy ra mặt luôn, rất là máu kinh doanh, máu làm ăn. Cái đó là cái lý do tại sao các bạn thấy những người thầy Tử Vi họ hay khuyên, khi mà họ thấy mình có con sao Kình Dương đóng Cung Tài thì hay khuyên là người có nên đi buôn, đi nên kinh doanh thì tốt, là như vậy đó. Các bạn thấy Kình với Đà nó khác nhau xa không? Khác nhau xa lắm. Một bên thì âm ỉ triền miên, đi đường vòng để kiếm được cái lợi cho mình, còn một bên thì tác phong quả quyết, ra ánh sáng luôn đó. Hai cái nó khác nhau. Cái đó là lý do tại sao khi chúng ta luận giải bất cứ cái lá số nào cũng vậy, chúng ta phải xem coi những cái bộ sao đã ăn đúng chưa thì cái kết quả nó mới đúng được. Rồi cuối cùng thì hy vọng 5 cái điểm lưu ý về Cung Tài này sẽ góp phần cho các bạn thêm một số những cái tài liệu để tham khảo. Tạm dừng cái bài này tại đây và chúc các bạn có một ngày thật vui. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài kế tiếp. Chào các bạn.